Theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quận phải có diện tích tối thiểu 35 km vuông, dân số là 150.000. Hoàn kiếm đủ tiêu chuẩn về dân số nhưng chỉ đạt 15% diện tích, tương đương với 5,35 km vuông. Dù vậy thì Hà Nội cho rằng không nên sáp nhập quận Hoàn Kiếm vì rất nhiều các lý do. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, sáp nhập quận Hoàn Kiếm sẽ ảnh hưởng tới quá trình hình thành đô thị văn hóa lâu đài, lâu đời của Thăng Long Hà Nội và kinh tế xã hội của thành phố. Hiện nay, hầu hết phường thuộc quận Hoàn Kiếm đều có tín ngưỡng thờ Thành Hoàng Làng riêng, tồn tại tên gọi từ hàng trăm năm trước cho đến nay. Khu phố cổ Hà Nội đã được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Có hai di tích quốc gia đặc biệt là Đền Bạch Mã và di tích lịch sử danh Lam Thắng Cảnh, Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn. Bên cạnh đó, quy hoạch xung quanh Hồ Hoàn Kiếm là một chỉnh thể có yếu tố đặc thù, kế thừa về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, giữ hình thái ổn định từ năm 1990 cho đến nay. Kinh tế quận Hoàn Kiếm trong những năm gần đây liên tục tăng trưởng cao, bền vững. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm đều vượt so với kế hoạch thành phố giao.